Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt rút ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Mẹ Teresa Calcutta nói: cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Thật vậy, đời sống con người song hành giữa hai thực tại: thân xác cần cơm để ăn, nước để uống và khí trời để thở thế nào, thì tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện như vậy. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thời khóa biểu làm việc hàng ngày của Chúa Giêsu, từ sáng tinh sương cho đến lúc chiều tà. Người luôn bận rộn với công việc giảng dạy, từ trong các hội đường đến những làng mạc xa xôi. Người chữa lành từng bệnh nhân cho đến việc trừ các quỷ. Nhưng điều quan trọng nhất không thể thiếu trong ngày sống của Chúa Giêsu, đó là cầu nguyện. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện. Cầu nguyện luôn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong đời sống hàng ngày của Chúa Giêsu. Dù là con Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn luôn tìm hỏi thánh ý Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện, người luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, lắng nghe và thực thi ý Cha một cách trọn vẹn. Sự điểm lời Chúa hôm nay chỉ ra cho chúng ta một bài học quý giá rằng, dù công việc mưu sinh là quan trọng để nuôi thân xác, nhưng cầu nguyện lại là lương thực để nuôi dưỡng đời sống linh hồn. Cầu nguyện giúp mỗi người quân bình trong đời sống và có được sự sáng suốt trong các quyết định và chọn lựa hàng ngày. Cầu nguyện giúp chúng ta biết mình là ai trong mối tương quan với Chúa và anh em. Khi nhận ra mối tương quan đó, chúng ta sẽ sống một ngày một trọn hảo và hài hòa hơn giữa hoạt động
và đời sống cầu nguyện. Lạy Chúa, dù cuộc sống có trăm ngàn bộn bề của công việc, xin giúp chúng con biết dành thời gian gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện. Đó là điều thực sự cần thiết để chúng con lắng đọng tâm hồn, để nghe và thi hành thánh ý Chúa. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa.